Thưa quý vị, từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua khen thưởng 2022 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh: người từ đủ 75 tuổi, trước đây phải từ đủ 80 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được ưu tiên khám chữa bệnh. Luật cũng bổ sung quy định ưu tiên ngân sách nhà nước khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Luật đấu thầu 2023 đã bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật thi đua khen thưởng bổ sung nhiều quy định mới về thi đua khen thưởng với cá nhân, tổ chức trong nước và cả người nước ngoài. Theo đó, bỏ hình thức khen thưởng huy hiệu cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi nguyên tắc xét thi đua khen thưởng, căn cứ xét thi đua không còn căn cứ vào việc đăng ký tham gia thi đua, chỉ căn cứ theo phong trào thi đua, thành tích thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.